Nếu các bạn mua robot cực kỳ nhanh chóng uy tín và chất lượng, hãy truy cập vào shop kingrob.com. Bây chứ cần ghi chữ kingrob, đây kingrob.com là ra cái shop nha mày. Đó thì trong shop thì có robot bằng rúp này, rút robot bằng rúp nè, và mua robot siêu rẻ nha mày. Thì các bạn nhớ ủng hộ shop nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả các bạn ha, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình là đây, và hôm nay mình sẽ quay trở lại với tựa game Ota Tower Defense ha. Ota Tower Defense. Hồi nãy clip trước mình nói lộn mày, tại vì cứ cứ quay tựa game này á nên mình cứ lộn, ngoài tựa game trước là gì Ultimate Tower Defense mà nói lộn. Rồi, thì lần này mình sẽ làm tiếp tục theo yêu cầu của bạn ha. Thì có một bạn tên là Huy Nguyễn đây, các bạn thấy ha. Thì bạn này kêu mình làm về tem tốc độ đánh siêu lâu. Đó, và 5 giây trở lên nha các bạn, đó. 5 giây trở lên là lâu lắm nha các bạn, là lâu lắm luôn á. Còn mấy nhân vật mà giống như Ben 9 hay 10, 16 giây, 16 giây như Rolly là không. Đúng là lâu thật các bạn, 16 giây như Rolly là lâu thật, nhưng mà kiểu cái AoE vòng tròn các bạn nên không có tính Rolly vô được. Rolly là vừa mạnh mà đánh lâu thôi. Đó, còn như Ben đó mày, vãi cả 9 giây đánh đam chán thật sự đó, cái đó là quá lâu các bạn. Còn này là siêu lâu là vừa vừa nha các bạn, đó kiểu siêu lâu của mình là vừa vừa thôi, nên các bạn khỏi lo ha. Rồi mình sẽ đánh siêu chậm nha các bạn. Đó rồi, đây một là 7 giây nữa bạn, một 7 giây nè, có Riza là thấy mọi chuyện dễ dàng rồi đó bạn ơi. Riza nè, 7 giây nè đúng không, 5 giây trở lên đúng không, Dio cũng 5 giây nữa mày, 5 giây đúng luôn á. On My hình như cũng 5 giây nè. Sao ta, Fuji cũng 5 giây nè, dứt nâng máy lên là 6 giây nha bạn, là trên 5 giây luôn đó. Luffy cũng vậy luôn, nếu mà ông Fuji này cũng vậy thì Luffy cũng vậy luôn đó. Viêm trụ nữa bạn, viêm trụ cũng 6 giây rưỡi nè, viêm trụ là siêu dùng đao luôn nè. Đó viêm trụ rồi, ai nữa ta, siêu lâu đúng không. Mình lấy 5 sao thôi nha các bạn cho dễ gánh tem, chứ đi ít sao quá thua á. Mujan thì có 4,5 mà. Chết với nha. On Mai quá à. On Mai cũng 5 giây nữa mày. Eren 120 giây nè. Mà Eren không phải là quánh nha các bạn. Không chơi vô được. Nè, này cũng vậy nè, 500 giây luôn. Cái này là quá lâu luôn các bạn ơi. vậy là nhầm mấy nhân vật 5 sao. Ồ, mấy nhân vật 5 như hình như Obito nâng máy là 4,5 mấy bạn ơi, chứ phải 6 giây đâu, 4,5 lận, vậy là mình cũng không lấy được. Rồi thôi mình lấy Dio nha mày, Dio lấy Tony tặc cũng được nè, mà thôi Dio có dừng thời gian nha mày. À Rolly luôn chứ, đúng rồi Rolly cũng là siêu lâu nha mày đó, nhưng mà đam vừa 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 chuẩn các bạn, đam to nữa nên đỡ. Còn mấy nhân vật khác siêu lâu mà đam chán lắm. Rồi lấy Rolly đi ha. Trời ơi, sao tay mắc tiền không vậy? Chấm hỏi. Mắc tiền dữ vậy? Rồi, vô. Đánh với lại ai ta? Đánh với ai ta? Đây. Đánh với Muzan luôn nha bạn, với cái tem này là mình nghĩ đánh Muzan dư sức luôn á. Còn mấy nhân vật ở map này, phim này thì mình không có coi, không có biết nè. Còn phim này thì à nhân vật các bạn ơi. Biết có một vài nhân vật à, nên không có gì được ha. Rồi vô Muzan luôn, dứt. Team này thì dễ dàng bạn, tại có Risa mà, Risa cân hết, Risa gánh tem. Rồi thì vô vô nha bạn, vô. Mình mới vô thì cứ Risa trước thôi nha bạn. Rồi gì vậy, Risa thôi. Đó đây Risa. Risa chưa có nâng gì nha bạn, nên tầm chưa có xa lắm, nên mình đặt đặt đây đi. Lại lát hồi nâng mát lên tầm xa lắm, Risa đã lắm cơ. Rồi giờ quái vô là hơi lâu nha bạn, lại tiếp tục chờ đợi bạn. Biết thế đặt Risa đâu trên trên đánh cho nhanh bạn ơi. Cái này thì mình cứ nét liên tục các bạn, tại có Risa 6 sao gánh tem mà, nên mấy bạn khỏi lo luôn, đã lắm, gánh tem hết. Rồi chạy vô coi Risa có quánh nổ nha bạn, 7 giây nha, 100 đam lận á. Mình nâng tới 45 mà mới vô tới 100 đam luôn mấy bạn, đã thật sự. Nét luôn chứ lo cái gì, không biết Risa làm được. Cứ tin tưởng cho bà Risa. Bà Risa là gánh tem hết mấy bạn ơi. Mình là mình tin tưởng bà Risa lắm á. Trời. Ôi. Ở tội ở đây không tới các bạn, đây tới là đẹp nè, mà thôi phải tới đây lận nè. Ở đây thì quái còn chạy hơi nhanh á. Đó. Trời ơi, chưa vô trong được nữa. Lâu.
Rồi, một hết đi một con luôn, đi cả hai luôn chứ. Ủa, à có một nhân vật ở bạn thôi. Cho ta 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 ta. Đó, nè nè nè. Đây đi đi hết chắc ba hai con rồi. Chán vậy, né luôn. Nâng lên là đẹp trội, nâng phát tầm rộng kìa. Đã thật sự. Rồi giờ chắc mình cứ nâng buông hoa hả bạn ơi. Đó, quay bà Ria này là cứ nét liên tục sướng thật sự. Đó, chơi mấy cái tem mà kiểu kiểu có nhân vật cánh tem đậu mà sướng lắm. Đỡ với cực khổ mình chứ có mấy 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 có mấy bạn kêu mình làm tem khó quá. Ờ, đỡ ơi đi nó khổ. Rồi. Vô nè. Đó, bắn 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 tên 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 tên. Đó, rồi Buma ra trận liền. Đó, gì vậy? Ủa gì vậy? Quái đi tới đây rồi bà đi ra quýnh đâu đó vậy? Rồi. Nâng. Ơ nâng không được các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Ơ nâng không được thì kìa. Vãi thật sự, lúc cần nâng liền không nâng được đâu. Trời ơi, búp tiền xong rồi mới nâng. Vãi game thật sự. Các bạn thấy không? Mình nhấp liên tục luôn, nó không cho bấm, nó không cho bấm gì nữa chứ. Cay nhờ. Vãi thiệt sự chứ. Làm như vậy là chết rồi. Rồi đó. Như một con tới 110 mấy ha, bà đi ra vẫn đánh được nha bạn, không sao. Cứ thoải mái luôn. Wow. Chỗ gì chưa gì tới quay 4 nữa hả? Từ từ nha. Này, tới đây có mấy con chạy nhanh nữa này, chạy nhanh bình thường á. Chạy nhanh nói chung là từ đây đó, ra mấy con Power Full này mình chưa nâng được Power Full 2 nữa. Nét luôn. Nâng lên. Trời ơi. Lát hồi quăng cái đĩa bay nữa mày, quăng hai cái đĩa mới mạnh, mới đã kìa. Là cực đã luôn. Quăng hai cái đĩa. Đó. Ta 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 ta. Đã chưa? Dầu. Sắp tới giờ nè. Ủa, nâng rẻ thật sự bạn, sắp nâng đường nữa rồi nè. Đã ghê luôn á. Công nhận tiền nâng đã thật sự. Đây. Nâng nè. Hai nhân vật con trò ơi, dính được có một con quái. Đây, đó, giờ cái LV rộng ra nữa bạn. Là quánh này dính ba con luôn đó, quăng cái đĩa bay. Đó, bạn thấy không? Đẹp thật sự. Ta 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 ta. Nè. Dính hết luôn. Đi càng xa là chữ V càng rộng nha bạn, đã thật sự. Mình chỉnh lá là chắc quánh chúng hết luôn á. Hay chỉnh xì tròn á, quánh con giữa là quánh chúng hết luôn á bạn. Đó. Rồi thôi, giờ cứ nâng bu ma đã. Từ từ tính. Đó. Giờ quăng đĩa bay. Nè, ta 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 ta. Bùm. Đây, dính hết nè. Ủa gì vậy? Sao kỳ vậy? Không dính nhân vật đây vậy? Ảo vậy? Ảo thật sự chứ. Rồi. Nâng lên nữa chứ bạn. Một bà đi ra má là chắc gánh tem dư luôn á. Là quánh tới quay chắc 10, 11 luôn á này. Một bà đi ra thôi. Tại vì về sau quái chứ. Hôm bữa mình chỉ con 8.000 máu luôn mà bà đi ra quánh không không gì đâu. Đó. Đó. Ô mình nâng mát chắc quánh vô tới nhà luôn các bạn. Bà đi ra nè. Còn bà Loli thì chỉ đánh cái vòng tròn thôi. Còn bà đi ra đánh vô tới nhà luôn á. Đó. Vô tới đây rồi nè. Còn một răng. Vô xíu nữa. Trời ơi giờ chú bê rộng. À bây giờ là quăng quả cầu quỷ diện đó mày. Đó Supernova. Đó Supernova. Đó một quả cầu liền. Rồi lát lắc máy luôn nè. Nói thật. Lát rồi đang nhiều ra lắc máy luôn á. Ủa mà từ từ nhiều quá bạn ơi, tiền chưa lên kịp nữa, để quánh quái mới có tiền. Rồi giờ mình chỉnh lát luôn nha bạn. Đó, lát là quy chú B này là quái tới đây mới qua được lần. Đã. Đó, vừa qua nổi không? Đó. Vừa quăng xong là quái tự mất, vừa quăng xong quái tự mất liền. Nè, vừa quăng xuống nè bạn. Đó, là quái mất. Đó, nhanh đó chứ. Tính ra 7 giây vậy cũng ổn nha bạn. Ngon. Đúng con này đi story là tuyệt vời luôn bạn ơi. Đi đâu Flamingo mình nghĩ chắc một mình Risa này cũng gánh nổi luôn á mày, không cần đặt mấy con khác luôn á. Ghê thiệt. Rồi. Đó, quả cầu quỷ diệt liền. Xong, giờ chắc mình phải để dành tiền lên thêm Buma mới được. Còn Fuji mắc lắm nha mày, Fuji giờ mắc lắm. Mình đặt chắc mỗi nhân vật chắc hai con không biết nào, không biết đủ không nha các bạn. Ôi vô chết qua rồi kìa, qua rồi kìa. Rồi. Giờ lát lại. Ôi mấy con này chạy nhanh thế. Nhanh thế. Đánh phớt lại đi.
toán bây giờ đó. Rồi giờ đánh lát lại nữa mày. Chơi 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 mẹo liền rồi, nâng nâng đó. Trời ơi, giờ quả cầu mới còn dính ở đây chấm hỏi luôn, vãi thật sự. Mày nhìn nó đó, kiểu lực gió luôn hả mày, bụp 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 đó rồi đó mày thấy không, kiểu lực gió cản lại á, cản lại quả cầu á, ghê không, ghê thiệt chứ. Rồi gì clone trâu ghê, rồi vừa mới tản ra đó, vừa quăng quả cầu xuống là mất máu liền nha mày. Đó đã chứ, thì cũng nhanh để vừa đó, cái thời gian còn quả cầu như là 7 giây á mày, để vừa đó bạn thấy không, vừa vừa quăng ra xong là quánh được tiếp luôn đó, ngon liền đẹp luôn, nâng đó. Giờ hai Buma là mà hai Buma gần má là mình sẽ được một, ồ không đủ tiền luôn, bụi bãi mới nói gần đủ tiền. Xém xíu toàn rồi, giờ còn là nhiêu máu đây, 2.000 máu hả, 2.000 máu cũng không nhiêu hết á, vẫn vẫn ổn nha bạn, không sao không sao không sao, vẫn được vẫn được. Vậy nâng bà đi ra đi mát ra, tội 885 đam, trời ơi kinh dị thật, 63 răng rồi gần vô tới nhà các bạn ơi, chứ không có vô nhà được, chỉ chưa vô nhà được lắm. Rồi giờ mình nét, mình kiếm nâng thêm một Buma mát mới được đây, nét đó, nét Buma lên tiền hen đó, lên rồi đặt thêm Buma ra nữa. Lát hồi mình nói boss ra chắc viêm trụ dồn phát đi luôn boss đó bạn. Thật viêm trụ đam kinh thật sự, đam cũng gần gần ngang ngang Minato luôn á bạn, mà có điều là không AoE thôi đó, chứ đam cũng gần ngang ngang Minato đó chứ. Viêm trụ á là con chuyên dùng đam luôn, đã dùng đam boss nhưng mà thủ không có ngon nha bạn, đánh lâu quá, viêm trụ đánh lâu quá 6-5 giây lận mà. Rồi né luôn, nâng nâng quay lên lẹ, nâng nâng ở hết hồn, chuột bấm không kịp nữa chứ, phải thật sự nhấp liên tục nó không ăn đó bạn, lâu lâu bị lắc hay là bị gì á, nhấn liên tục không nâng được mới đau đó. Rồi tội một bà đi ra quánh tới quay 10 luôn rồi các bạn thấy không, kinh 800 đam nó khác liền luôn á. Ồ giờ chú quê nó rộng kìa, đã thật sự. À, giờ mấy con quá chị nhanh vô nè, mới quay 10 thôi nhá mày, mà mình đang tích tiền, lát hồi mình đặt một đống ra luôn, giờ cứ cứ lo cho Buma trước đã. Rồi hết luôn, để bà đi ra quánh cái nữa, bà đi ra quánh đó, hay quá gần đủ luôn mày, hay quá bà đi ra ơi, quánh kịp lúc luôn nha, vãi thật sự quánh kịp luôn á, không thôi là toang đó. Quả cầu bay rồi, quả cầu này không có nổ ra hả bạn, mình tự nhiên nó như vậy nè, như vậy xong nó bự ra bạn thấy không, nó nổ kiểu nổ kỳ ha, nó không có nổ mà rơi, tại vì múc giống như thiên thạch mà rơi xuống một phát là đùng một phát là ghim xuống dưới đất, xong rồi nổ bự văng ra ngoài luôn, văng nói chung lực to lắm, mà cục này tự nhiên nó nở ra bạn không? Cái cục nó nở ra đó, cái cục nó nở ra vậy thôi á, nhìn bự thật sự. Rồi nâng, trời ơi tiền đã thật sự, cái tem này mình nghĩ là một muốn 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 mỗi nhân vật hai con á là phải nâng mát Buma 8 Buma mới may ra nha mày, chứ không thôi là toang. Rồi tới đây quái bắt đầu châu châu rồi nha mày, bắt đầu thấy đi vô hơi nhiều rồi đó đó mày, hôm đó giờ còn 47 máu quá trời luôn nè, nên chắc mình sẽ để bà Loli ra nữa, bà Loli để đánh phụ Lyra nha mày, bà Loli này sẽ đánh phụ cho bà Lyra đó, nâng lên nâng mát bà Loli trước đã đó. Quánh không tới luôn kìa, trời ơi bà Loli ơi là bà Loli, vậy là chết rồi đó. Rồi vậy đẹp nha mày, ủa cái dòng đã thật sự, nâng Loli lên là đã nha mày, thề luôn, Loli mà giảm dây xuống một cái là mình nói thì người ta bỏ mi hót ta xài Loli luôn á, thật đi, tại đi cái map này với em bà đặt đây nè, bà đặt đây nè đó, bạn đặt đây nè, cái góc này là bà Loli là quýnh quýnh nguyên cái dòng luôn các bạn nè, mình nâng map cho bạn coi nha. Đó bạn thấy chưa, họ đánh nguyên một cái dòng cung này luôn, mấy bạn thấy đã không, bà Loli đó, nên mình nghĩ bà Loli mà giảm còn khoảng 7 giây thôi nha, 7 giây thôi cũng được, chỉ cần 7 giây thôi á, ồ nói thật ai ai cũng bỏ cái ngót xài Loli hết, đã lắm á.
7 giây là còn hơi nhiều nha các bạn, nhưng mà tại vì với cái đao với lại cái AoE thì 7 giây thì ngon lắm rồi đó. Chứ giảm xuống còn cỡ 5 giây thôi, 5 giây giống Uji với lại Luffy hay là cái gì đó. Trời ơi, tôi gọi là tuyệt vời luôn. Thấy không, đó bà Broly đây làm hết luôn á. Đã không, đánh như một cái dòng luôn. Đem bà Broly đã thật sự. Rồi, giờ mình đặt Luffy nha các bạn. Mình dồn đây luôn mày, tại vì boss chắc qua không nổi đâu. Đó, dồn đây luôn. Rồi, Fuji đây luôn. Fuji đạn góc này. Đó. Trời ơi, sao toàn mắc tiền quá vậy. Rồi, thêm viên trụ đây nữa. Đó, nâng lên. Rồi, viên trụ nè. Fuji nè, rồi đủ nha. 1, 2, 3, 4 nè. 5 luôn rồi, ở đây đủ 5 người luôn rồi. Thôi mình bán Loli đây nha mày, mình đặt cho bạn coi thôi, đặt tại để đây là Loli quánh hết luôn á, quái qua không nổi đâu, để xuống dưới cho vui. Ủa hết rồi ha, quay 15 rồi hả, sao nhanh vậy. Rồi bán cái tem siêu lâu này, nhưng mình thấy còn ngon hơn cái tem mà đánh siêu nhanh nhé mày. Cái tem siêu nhanh đam yếu quá, thủ không có nổi đó, bạn thấy không, bữa mình đi đó đi không nổi luôn. Toga đúng là có chuyện máu đánh nhanh thiệt, nhưng mà đi biết map mà quái trâu á cũng không có nổi luôn, nên chán lắm đó, nên chỉ có đánh siêu lâu này thì ngon hơn thật. Đó, cái tem đánh siêu lâu này tuy là lâu nhưng mà đam rất là to nha mày, đam kinh khủng luôn. Rồi bà Riza xong rồi đúng không, về tới bà Loli đó, vậy hai Loli hai Riza nè. Rồi hai ông Fuji, hai ông Fuji này mắc lắm nè, trời ơi nâng cái tiền giảm kinh khủng. Rồi viên trụ Rengoku, rồi với hai Luffy đó. Qua wow, sao mình thấy tiền nhiều quá ta, đã thật sự vậy, chắc thêm được một mỗi nhật 3 lần luôn nhớ mày. Rồi rồi chết hết, tôi đặt luôn á, đặt đây. Rồi ồ không biết boss đang tới nổi không vậy, tôi nhìn boss nghi quá à, chưa tới chết queo quá à. Tại vì cái dàn trên này làm hết rồi mày, nó bà Roli với lại bà Riza này là quánh hết luôn á, kinh thật sự. Đó cái dòng trồ ở đặt quá. Rồi ông Fuji, rồi ông Fuji, rồi viêm trụ. Trời dư cái đóng tiền luôn các bạn ơi, dư nhiều vãi luôn á. Qua cái tem này ngon thật sự, được nha các bạn, cái tem mà đánh siêu lâu này ngon nè. Đó, rồi hết tiền á, được rồi, không nâng nữa. Mỗi nhân vật 3 con, mỗi nhân vật 3 lần là đủ các bạn, 6 giây nè. 6 giây nè, 6,5 giây nè. 16 giây với lại 7 giây các bạn. Đó, đánh siêu lâu rồi đó. Rồi, giờ qua hộ. Các bạn thấy không? Giờ tới đây là quái 2.000 máu mà còn tới đây lần là con quái này cỡ tới 6.000 máu hay 7.000 máu nha các bạn đó, thấy không? 8.000 máu luôn á chứ. Mình nghĩ con này tới 8.000 máu luôn á. Đâu, thấy không? Trời ơi, 14.000 máu luôn nha các bạn. Vãi thật. Thấy không? Các bạn thấy không? Nên mấy con mà đánh siêu nhanh á, về sau không có đam á, đánh không có được đâu thật. Tại vì mấy con siêu nhanh đam to nhất của là Dokola các bạn, Dokola là có 200 đam là to nhất á. Mà 200 đam làm sao mà đánh được con 14.000 nữa bạn thấy không? Mà con Dofi thì quá mắc nữa, nên khó lắm, mấy nhân vật siêu nhanh đi ai rất là khó nhé mày. Chỉ có nhân vật siêu lâu này đi ai dễ nè, tuy đến lâu nhưng mà đam lại rất là to nhé mày, nên ổn. Cái tiền nâng cũng rẻ nữa, đỡ. Đó, thấy không? Đó, khỏe liền, mỗi nhân vật 3. Mỗi con cho đặt ra 3 lần thôi là dư luôn, thấy không? Dư đét luôn á. Đã thật sự. Rồi, qua bắt đầu tới đây cũng qua hơi nhiều nha. Mà viêm trụ có đốt nữa chứ. Được, 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 không sao, sao, vẫn ổn. Đó, vô nổi không? Bay màu liền. Sụp máu rút từ từ vậy, không một phát đi luôn nha. Ôi, vừa có con clone nữa chứ. Chấm hỏi, clone này như máu ghê vậy, trâu dữ vậy. Clone này chắc 20-30 ngàn máu á bạn ơi. Trời ơi, bạn nhìn cục quanh rồi, trời ơi, cục quanh. Rồi, chịu nổi không? Trộn 17 ngàn máu không? Đó, rồi xong rồi nha mày. Giờ còn chú quỷ Muzan thôi, 81.000 máu nha mày. 81.000 máu nè, không sao, vẫn làm được nha mày. Mình cho viêm trụ đây quém thử cái ra. Hôm bữa mình chưa coi viêm trụ đốt bao nhiêu lần nha mày. Đây, từ 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 quánh cái nha. Rồi, bán. Nè, giờ 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6 lần nha các bạn, này đốt 6 lần lận. Ủa cái gì sao còn cái dòng đó vậy? 6 lần nè. Ui, 1.001. Đốt 6 lần 6.006. Ghê vậy. Đam kinh vậy. Ồ viêm trụ tới 6.006 đam nha các bạn. Tính đốt nữa đó. Kinh 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 kinh. Kinh dị quá vậy. Vậy nâng mát lên giống
gì ta, giống cái gì Minato các bạn, chắc lên được 2000 mấy 3000 đam á, 3000 mấy đam luôn á chứ, đúng rồi, đừng máy là 3000 mấy đam luôn, đốt 6 lần trời ơi, sáu nhân ba nhiêu, 1800 đam trời ơi, phải không, 6 nhân ba 18 đúng không, đúng rồi, đốt 1800 đam mới này, ơ 18.000 máu chứ, lộn, vãi cái này tính đỉnh quá vậy, lộn cái này ơi, 18.000 máu đúng rồi, xem chứ là toàn, trời ơi bạn, hai boss nè, dắt do đổ gì kìa, ủa dắt do nè, nếu dắt sinh mà chịu ép rồi ta, bữa là Michael dắt sinh mà giờ Michael dắt do Michael dắt do, trời bay màu liền, trời ơi bạn nhìn đánh kìa, map kìa, trời cái gì mà ủa gì vậy, ủa cái gì mà bự đây như vậy, ao phu di vậy, trời ơi bạn nhìn rồi đánh long trời lỡ đất luôn, đất mà lỡ ra, trời ơi nhìn đất kìa, lỡ ra tùm lum hết bà lô ly đi chứ, rồi lắc luôn vậy bạn thấy không, dính qua cậu trên đầu luôn. Rồi thì chắc mình kết thúc đi tại đây ha, thì mình đã hoàn thành xong yêu cầu của bạn ha, thì các bạn nào thấy hay thì mình xin một like một subscribe cho mình có động lực làm những clip hay nữa, bây giờ thì bye bye.